tan tành hết nữa rồi. Trời ơi, càng cũng hư hết luôn rồi. Trời ơi, đây hư luôn cái phần đuôi này luôn. Đây quý vị và các bạn thân mến, chiều hôm nay ngày 6 tháng 1 năm 2024, hiện tại thì mình đang ở cầu Rạch Miễu 2, đang quay quá trình chuẩn bị bơm bê tông đốt thân trụ thứ 11 ở trụ B20 và đang bơm bê tông đốt thân trụ thứ 10 ở trụ B19 phía bên Tiền Giang. Nhưng mà hôm nay thì không may, khi mà đang bay thì không biết lý do gì mình lại bị rơi livecam ạ. Rồi bây giờ là mất kết nối luôn, mình không biết là lý do gì nhưng mà đang bay thì bị rơi. Rất là buồn luôn ạ. Trời ơi, cầu Rạch Miễu hôm nay rất là nhiều cái công việc đang đi thi công nhưng mà không có cập nhật được cho cả nhà mình xem rồi. Lúc trước thì mình quay ở cầu Mỹ Thuận 2 là rơi mất khoảng 4 con livecam. Rồi bây giờ là tới cầu Rạch Miễu 2 rồi bắt đầu đã rơi một con livecam rồi. Thì bây giờ mình đang nhờ các anh kỹ thuật nhặt giùm mình lại. Đang tìm thì không biết là có hay không. Cũng hy vọng là còn gớt ở trên bờ ạ. Hồi nãy thì đang quay phía bên đây là bên Cồn Thế Sơn, mà bên đây là phía bên Tiền Giang đây ạ. Đang quay bơm bê tông cho bà con mình xem. Nhưng mà bây giờ mất kết nối rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ thử coi lý do vì sao này. Bây giờ nè, nó không có kết nối với cái bộ điều khiển. Nhưng bây giờ là mình phin ron nè. Đây phin myron, rồi bắt đầu là nó sẽ hiện là bị rơi giữa sông. Ở đây ạ. Bị rơi giữa sông, sông này là sông Tiền đây. Này có tọa độ nè, rơi 14 phút trước nè. Đây là cầu Rạch Miễu 2 đây. Đó. Rồi bị rơi giữa sông luôn, chắc là cá mập ăn luôn rồi. Trời ơi. Rất là buồn luôn. Ngày bởi vậy để quay cho cả nhà mình xem thì phải đánh đổi rất là nhiều. Bây giờ mình rơi cái con này là mất mấy chục triệu như chơi. Dạ. Bây giờ không biết là kiếm gặp được cái xác hay không. Nhưng mà nếu mà gặp được chắc cũng là tan tành hết rồi. Người ta cũng tan nát hết rồi. Từ ở trên cao, độ cao là mấy chục mét mà gớt xuống. Chỗ này nè quý vị khán giả xem nè. Đây là lần cuối cùng livecam chuẩn bị rơi đây. Đây là các anh đang thi công làm cái trụ B20 phía bên Cồn Thế Sơn, là đang làm cái ván khuôn bằng thép để mà bảo vệ cái thân tháp đấy ạ. Nhưng mà tới đây ngay cái đoạn này là mất tín hiệu luôn. Đây livecam vừa mua xong mà bây giờ rơi tiếp tục rồi. Trời ơi, bởi vậy quay mấy cái này rủi ro quá cao. Đó, bây giờ mình nhờ các anh tìm giúp mình, không biết là có hay không đây. Nãy mình có gọi các anh kỹ thuật bên đơn vị Trung Nam đấy ạ, thì nhờ các anh tìm giúp. Vừa mua livecam rồi bây giờ lại rơi. Bây giờ nè, đang nhờ các anh tìm giùm, hình như là có rồi, hình như là các anh đang mang qua cho mình đây ạ. Như thế nào rồi anh? Ôi rồi ôi.
vỡ tan tành hết nữa rồi. À vậy nó mới đụng ra vậy? Em không biết đụng ở đâu luôn. Đây. Ôi trời ơi. Cảm ơn anh. Dạ dạ cảm ơn anh. Trời ơi. Đây là xác của em nói đây. Ở cánh một nơi mà thân xác một nẻo. Đây. Hư hết cái body luôn. Càng cũng hư hết luôn rồi. Trời ơi đây. Hư luôn cái phần đuôi này luôn. Đây. Motor đầu hư hết. Cánh này là cũng hư hết luôn. Đây là cái càn của nó đây thì cũng hư hỏng hết rồi. Tan nát hết. Rồi đây phần đuôi cũng vậy. Hư hỏng hết luôn. Rồi nguyên cái càn bên đây cũng đi luôn. Rồi hư thêm cái càn nữa. Bốn cái càn là hư hết. Gãy mấy cái chân hết. Quan trọng là cái này. Cái gimbal này, là cái camera để mà ghi hình đây là cũng hư luôn. Ấy bên đây là đứt. Cái gimbal này là quan trọng nhất mà bây giờ là hư luôn rồi. Quá đau lòng. Thì chắc là hẹn với quý vị khán giả một thời gian rất là lâu nữa là mới có live cam để mà quay lại. Tại vì mua rất là đắt tiền đó, nên là thời gian sắp tới chắc là lỡ hẹn với quý vị khán giả một thời gian rồi. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã luôn đồng hành theo dõi những video của mình từ trước đến giờ ha.